Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng tham dự hội nghị trực tuyến kết nối đầu tư xây dựng công viên dược phẩm Ấn Độ tại Việt Nam. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ trì tổ chức. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, trong lĩnh vực dược phẩm thì hiện Ấn Độ là quốc gia có thế mạnh với vị trí thứ 3 về khối lượng và thứ 14 về giá trị dược phẩm trên toàn cầu. Qua tìm hiểu, một nhóm công ty dược Ấn Độ mong muốn đầu tư xây dựng công viên dược phẩm làm mô hình khu công nghiệp chuyên sản xuất dược tại Việt Nam. Tại đây sẽ có cả các nhà máy sản xuất dược liệu, phụ liệu và các nhà máy sản xuất thuốc thành phẩm. Để triển khai thì các doanh nghiệp Ấn Độ cần diện tích đất sạch từ 500 đến 1.000 hecta gần cảng biển, hạ tầng giao thông tốt và đáp ứng yêu cầu về nhân lực, năng lượng, nguồn nước. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, công nghiệp dược phẩm là lĩnh vực Đà Nẵng ưu tiên khuyến khích đầu tư. Thành phố đã đầu tư khu công nghệ cao với diện tích gần 1.200 hecta với hạ tầng đồng bộ cùng nhiều ưu đãi. Tiếp giáp đó có hai khu công nghiệp Hòa Nhân và Hòa Ninh với diện tích là 760 hecta đang triển khai. Với điều kiện sẵn có, Đà Nẵng hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nếu nhà đầu tư lựa chọn Đà Nẵng để xây dựng công viên dược phẩm. Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, thành phố mong muốn sẽ tiếp tục trực tiếp trao đổi cụ thể hơn về dự án khi doanh nghiệp đến khảo sát thực tế.